Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chơi tựa game King Legacy. Trong mấy lần trước á, thì mình có mở trác quỷ đồ các kiểu để kiếm trái vàng, nhưng mà mở hoài không được nha. Hôm nay á, thì có một bạn kêu cho mình trái đó để sử dụng cho anh em xem. Thật sự là trái vàng nó chỉ thuộc dạng Abyss thôi. Bình thường á, mình nghĩ chắc là cũng dễ quay ra, mà không hiểu sao mình xui tới nỗi quay hoài nó không xuất hiện. Mình định là chờ cho cái shop nó bán á, nhưng mà thôi, bạn này cho thì mình lấy sử dụng luôn cho rồi anh em ạ. Chờ tới chừng nào. Đó, trời ơi, trái vàng hình dáng cũng đẹp á chứ. Về trác quỷ này thì rất là nhiều game One Piece làm rồi, nhưng mà chiêu thức nó không có được hay. Nhưng mà mình nghĩ cái game King Legacy này làm chiêu hay nha. Không dài dòng nữa, bây giờ thì chắc mình sẽ ăn vào luôn ha. Mắc câu hồi cầm trên tay mất kết nối. Đấy, vậy là đã có sức mạnh điều khiển vàng. Sử dụng cái chiêu Z có tên là bắn rực rỡ. Ui, hay vậy. Mình nghe tiếng hình như là có tung cái đồng xu lên á. Tại vì cái trái quỷ này nó chỉ có thể điều khiển vàng thôi. Kiểu như là anh em phải có vàng thì mới sử dụng được sức mạnh, nên là phải bắn đồng xu vàng lên và sử dụng. Theo mình nhớ không lầm, cái năng lực của trác quỷ này đó là vậy. Nên ở trong phim cái thằng bên phe phản diện nó đeo vàng khắp mình luôn em ạ. Trời, chiêu ít hay vậy. Cú đấm 1 triệu. Nói chung là triệu hồi những cái cú đấm từ dưới đất nó mọc lên đó. Đây nè, cú đấm vàng. Ủa, đáng lý nó phải được làm bằng vàng chứ ta. Sao cái này mình thấy giống như là cú đấm gỗ vậy. Bạn kia kêu là cho mình trác quỷ. Ôi, cho mình cái trái hi ê làm gì. Nói thiệt với anh em á, cái đợt lần trước mình mở 200 trác quỷ, đa số những cái trái mà thuộc dạng Abyss trở xuống mình sở hữu hết trơn rồi. Có cái trái vàng là chưa có thôi. Đây nè, trời ơi, trong rương của mình quá trời quá đất. Anh em có thấy trái phượng hoàng không? Mình có trái đó là xịn nhất thôi đó. Ok, để sử dụng chiêu cho anh em xem tiếp. Xài lại cái chiêu ít thêm lần nữa đi. Hay chưa. Hình như là mình thấy có hiệu ứng mấy đồng tiền vàng nó bay ra đó. Nói chung là nó cũng có liên quan tới vàng là được. Còn chiêu C là gì vậy? Nói thiệt với anh em á, mình nhìn vào có cái cảm giác như là chiêu mộc độn của ông Hokage đệ nhất trong Naruto vậy á. Thiệt luôn. Đây, sử dụng lại nè. Hình như thả ra một cái đầu con rồng gỗ bay về phía trước phải không? Chúng thì nó sẽ phát nổ, nhưng mà nó cũng có hiệu ứng mấy cái đồng tiền tỏ ra đó. Bạn kia bay màu luôn kìa. Ghê dữ lắm chứ giỡn đâu. Xài chiêu V đi, có tên là chuỗi số phận. Wow, anh em thấy mấy cái cọng dây xích bằng vàng nó chĩa xuống không? Còn đây là cái chiêu E nè, thành phố vàng. Nó sẽ tạo ra khoảng tầm 3-4 cái cột ánh sáng gì đó, và những cái đối tượng nằm trong cái vòng ánh sáng nó sẽ bị bắn. Đáng lý admin nên làm mấy cái cột đó bằng vàng luôn em ạ. Và nó sẽ bắn ra những cái cục vàng, như thế nó sẽ hợp lý hơn. Chứ như thế này thì nhìn cứ như là chiêu của trái ánh sáng. Cái này là cái cảm nhận cá nhân của mình thôi nha. Còn cái chiêu X với lại cái chiêu C ấy, thì cũng nên làm cho nó thành màu vàng luôn. Kiểu như là bắn ra vàng anh em, chứ bắn ra gỗ thì nó hơi kỳ kỳ. Thiệt. Đây, để mình dụ lại một cục rồi xài cái chiêu thành phố vàng cho anh em xem. Đấy. Có chiêu V chuỗi số phận hình như là có khống chế đối phương nha. Khi mà nó chĩa chúng là cộng dây xích chối lại. Chắc là mình sẽ đi qua cái đảo 3600 để đánh mấy con boss bên đó chơi cho anh em xem nha. Chứ bên đây quái đồ các kiểu nó không có được trâu. Với lại là bên cái đảo cấp 3600 á, có một vài con boss đánh nó sẽ rơi ra đồ, rơi ra vũ khí đồ các kiểu. Mình cày lên cấp 4 hình đánh mấy con đó cũng nhiều rồi mà chưa được cái món nào luôn á. Tính ra số xui thiệt. Quay trác quỷ thì không ra trái vàng, đánh boss thì không rơi ra đồ. Trời đất ơi. Lên thuyền nào. Bạn kia cũng đi heo à. Rồi mình chở qua bển luôn. Đây nè, nó nằm tuốt ở phía trên nha. Đảo này á, theo mình thấy là nó rất là giống với lại trong Lốc Rút luôn á. giống ở khu vực biển 2 á. Cái khu mà đánh con boss Mingo á anh em. Y chang. Một hồi qua bển cho anh em xem nè. Đã tới nơi. Bây giờ là đi vào phía trong. Mình sẽ chạy lại cái chỗ mà con boss có cầm vũ khí á. Đánh coi nó có rơi ra cái gì hay không. Anh em nhìn xung quanh đi. Coi nó có khác với lại game Lóc Rút nhiều không. Khác không có nhiều à. Cái đấu trường bên đây nè. Phía trên là cái nơi mà đánh con boss Mingo ở trong Lóc Rút là vậy nha. Nhưng mà game này thì đánh con boss Mingo tuốt tuốt ở bên kia. Chạy thẳng về phía trước á là có một cái con boss cầm vũ khí đứng dưới cái gốc cây ở trong Lóc Rút là vậy nha. Còn game này hình như là không có cái cây. Anh em nhìn kìa. Nhưng mà tính ra thì cũng đúng thôi. Tại vì á những admin game á họ dựa vào ở trong phim họ làm ra những cái hòn đảo nên nó giống nhau cũng là chuyện thường tình. Con boss này chiêu thức cũng hay lắm nha. Đó, nhìn đẹp ghê chứ kìa. Mình nghĩ nếu mà đánh nó lấy cây kiếm là mình cũng có thể sử dụng chiêu y vậy á. Nhưng số nó xui quá. Mình canh mình đánh con này hoài có ra đâu anh em. Thấy chưa, boss châu là mình đánh có sự khác biệt liền. Lại đây. Xài cái chiêu thành phố vàng liền. Đã tiêu diệt được. Mình nghĩ là không cần phải nhận nhiệm vụ đâu. Tại vì bây giờ mình cũng đã full cap rồi. Nhận thì cũng chỉ lấy được tí Billy. Nên cứ đánh bình thường như thế này cũng được. Tính ra boss game này hồi sinh nhanh đó chứ. Vèo vèo. Đứng chờ khoảng tầm vài giây là nó xuất hiện liền. Nếu mà muốn có cái cây vũ khí á, mình nghĩ là đánh liên tục khoảng tầm 1-2 tiếng chắc nó sẽ ra. Không khó lắm đâu. Trời, hồi sinh mình tuốt ở trên đây luôn. Bây giờ phải bay xuống. Sẵn tiện đây á, thì để mình dùng trái vàng đi đánh con boss Mingo cho anh em xem. Phía trước mặt mình á, nằm tuốt tuốt ở phía trên. Bay lên tới rồi nè. Chạy lại nhận cái nhiệm vụ chơi. Được khoảng tầm 30k Billy. Chả có nhiều hết à. Thành phố vàng. Thấy vậy thôi chứ cái con boss Mingo này dễ tiêu diệt hơn là cái con cầm kiếm ở phía dưới á. Anh em thấy nó đi từ từ không? Làm gì nhau. Trời ơi, trái vàng mạnh lắm. Nhất là cái chiêu Z đó nha anh em. Mình thấy nó hồi cực kỳ nhanh. Chói lại liền. Rồi bay lại chém tơ lửa rồi các kiểu. Này thì tơ lửa với lại chúng tôi. Mới đây sắp tiêu diệt được rồi đó. Cái đảo này còn một số con boss rất là mạnh nữa. Trong Lóc Rút có một cái khu vực anh em đánh Fujitora. Nói tới như thế chắc anh em cũng đã biết rồi. Game này cũng có một cái khu vực như thế. Nhưng mà cái khu đó cái con boss là nó sử dụng trác quỷ của cái thằng Kid Ve Chai anh em. Bạn kia chăm chú đánh con boss ở phía dưới dữ vậy. Chắc là cũng đang ráng muốn lấy cây kiếm hay sao á. Để mình xuống đánh ké chơi. Không biết cái phần trăm mà nó rơi ra cây kiếm là bao nhiêu ha. Chứ mình thấy đánh cũng khó lấy được lắm á. Sao nó dí theo mình không vậy? Dí theo bạn kia đi chứ. Đúng rồi, phải vậy. Từ xa mình thả chiêu lại là hợp lý luôn. Bay màu liền. Nếu mà có rơi ra vũ khí thì nó sẽ hiện ra một cái hàng chữ. Nhưng cái này thì không có nha. Số của mình xui chắc đánh 100 con chưa ra. Thiệt với anh em luôn. Cái này đánh chơi vậy thôi chứ cũng chả có hy vọng gì nhiều. Mà phải công nhận cái trái vàng này chiêu xài đã thiệt. Kiểu như nó lạ lạ anh em. Nhanh gọn lẹ. Chờ tí nó xuất hiện giờ á. Trong Lóc Rút thì chúng ta phải canh con boss khoảng tầm 10 mấy 20 phút. Chứ game này thì vô tư. Mới tiêu diệt xong chờ nó xí là nó ra liền. Nhà đâu mới đây nữa cây máu kìa. Bay vô chém luôn chứ chờ đợi gì nữa. Cũng không chịu rơi ra. Chẳng lẽ mình đứng đây mình đánh hoài luôn chứ. Nói vậy thôi chứ làm thêm vài con nữa nha anh em. Không rơi ra thì thôi, từ từ mình kiếm sao. Anh em thấy cái nhà máy trước mặt mình không? Trong game Lóc Rút là đánh để lấy trái quỷ đồ các kiểu, nhưng mà game này không có đâu nha. Game này thì trong đó có một con boss, anh em nhận nhiệm vụ và tiêu diệt thôi chứ không có gì khác. Trời ơi, khó vậy ta, chả rơi ra gì luôn. Thôi tới đây cũng được rồi. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại. Có gì hay ho hơn mình quay clip cho anh em xem tiếp. Tập này chủ yếu là được bạn kia cho trái vàng á, nên là vào sử dụng. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong những tập kế tiếp nha. Bye anh em. Nhìn cái rương vũ khí của mình nè, có mấy cây kiếm à.